My classroom, lớp học của tôi. Classroom, 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 lớp học. My classroom is a large room. Lớp học của tôi là một phòng rất rộng. Large room, phòng rộng. Large, large, rộng. It is full of brightly colored pictures. Nó chứa đầy những bức tranh đầy màu sắc tươi sáng. Brightly, tươi sáng. Brightly, brightly, bra, brightly, tươi sáng. Colored, colored, đầy màu sắc, sặc sỡ. Colored, colored. Pictures, những bức ảnh, bức tranh. Pictures. Full of, full of, full of, đầy, chứa đầy. It is full of, nó chứa đầy. Brightly colored pictures, những bức tranh tươi sáng đầy màu sắc. My teacher hangs pictures up all over the walls. Cô giáo của tôi treo những bức tranh lên khắp các bức tường. Hangs, hang, treo. Up, lên. Hang up, treo lên. Hangs pictures up, treo những bức tranh lên. All over, all over, khắp. Khắp nơi, all over, khắp nơi. The walls, những bức tường, wall, tường, wall. My teacher hangs pictures up all over the walls. Cô giáo của tôi treo những bức tranh lên khắp các bức tường. There are blackboards at the front of the room. Có những cái bảng đen ở phía trước của lớp, phía đầu lớp. Blackboard, bảng đen. Board, cái bảng. Blackboard, bảng đen. Front, phía trên, phía trước. Front, phía trước. At the front, ở phía trước. Of the room, của cái phòng. There are blackboards at the front of the room. Có những cái bảng đen ở phía trước của cái phòng. Phía trên phòng, phía đầu phòng. My teacher always has writing all over the blackboards. Writing, chữ viết. Cô giáo của tôi luôn luôn có những cái chữ viết ở khắp các cái bảng đen. Sometimes the chalk squeaks when she writes on the blackboard. Đôi khi, thỉnh thoảng, viên phấn kêu cọt kẹt khi cô ấy viết lên cái bảng đen. Viên phấn, chalk, the chalk, chalk, kêu cọt kẹt, squeaks, squeak, squeak, squeak. Sometimes the chalk squeaks when she writes on the blackboard. We cover our ears when that happens. Chúng tôi bịt tai lại khi chuyện đó xảy ra. Cover, bịt, che, đậy. Cover, cover. Ears, đôi tai. Ears, đôi tai. Cover our ears, cover our ears. Bịt tai, cover our ears, bịt tai. Happen, xảy ra. Happen, xảy ra. That, chuyện đó. When that happens, khi chuyện đó xảy ra. We cover our ears when that happens. Chúng tôi bịt tai lại khi chuyện đó xảy ra. Our classroom is full of desks. Phòng học của chúng tôi chứa đầy bàn học. Desk, desk, bàn học. There are a lot of students in our class. Có rất nhiều học sinh trong lớp của chúng tôi. Class, lớp. Our desks are full of books, notebooks and pens. Bàn của chúng tôi thì chứa đầy sách, vở và bút. Notebook, vở. Notebook, vở. I try to keep my desk neat, but I have a lot of things in there. Tôi cố gắng để giữ cho cái bàn học của tôi gọn gàng ngăn nắp, nhưng tôi có rất nhiều thứ ở trong đó. Keep, giữ. Try, cố gắng. I try to keep, tôi cố gắng giữ. My desk neat, cho cái bàn học của tôi nó gọn gàng ngăn nắp. Neat, gọn gàng ngăn nắp. But I have a lot of things in there. Nhưng tôi có rất nhiều thứ ở trong đó. In there, ở trong đó. My ruler and pencils are always falling out of my desk. Thước kẻ và bút chì của tôi thì luôn rơi ra khỏi bàn. Fall, rơi, đổ, ngã. Falling out of, rơi ra khỏi. Out of, ra khỏi. Out of, ra khỏi. Falling out of my desk, rơi ra khỏi bàn học. At the back of the room,
is a bookcase full of books. Ở phía cuối, ở phía sau của phòng là một cái kệ sách, một cái tủ sách chứa đầy sách. Back, phía sau, phía cuối. At the back, ở phía cuối of the room, của cái phòng, is a bookcase, bookcase, một cái kệ sách, một cái tủ sách, full of books, chứa đầy sách. We can size those books out and take them home to read. Chúng tôi có thể mượn những quyển sách đó về và mang chúng về nhà để đọc. Sign out, đăng ký mượn. Sign out, đăng ký mượn, thuê. Those books, những quyển sách đó. Those books, những quyển sách đó. Sign those books out. Sign those books out. Đăng ký mượn những quyển sách đó. And take them home, và mang chúng về nhà. Take them home, mang chúng về nhà. To read, để đọc. I have read a lot of books. Tôi đã đọc rất nhiều sách. Have read, đã đọc. Have read, đã đọc. I like mysteries and biographies. Tôi thích những chuyện bí mật, hay còn gọi là chuyện trinh thám, và những cái chuyện tiểu sử. Mysteries, chuyện trinh thám, hoặc là những cái bí mật. Mysteries, biographies, tiểu sử. Biographies, tiểu sử. Mysteries and biographies. Tôi thích chuyện trinh thám hay là chuyện tiểu sử. So I have taken many of those home. Vì vậy mà tôi đã mang rất nhiều quyển sách đó về nhà. Những quyển sách kiểu đó về nhà. Many of those, rất nhiều những quyển sách kiểu đó. Many of those, rất nhiều những quyển sách kiểu đó. There are also tables at the back of the room. Ngoài ra cũng có những cái bàn ở phía cuối của lớp. Also, cũng. That is where we do our artwork. Đó là nơi mà chúng tôi sáng tác nghệ thuật. Where, nơi. That is where, đó là nơi. We do our artwork, chúng tôi sáng tác nghệ thuật. Artwork, công việc nghệ thuật. Do artwork, sáng tác nghệ thuật. Do our artwork, chúng tôi sáng tác nghệ thuật. Artwork, artwork. We spread out big sheets of paper and we use pens or crayons to make pictures. Chúng tôi trải những tấm giấy lớn ra, những tờ giấy lớn ra, và chúng tôi sử dụng sơn hoặc là những cái bút màu để vẽ tranh, để làm nên những bức tranh. Spread, trải, giải cái gì đó, out, ra. Spread out, trải ra, dang rộng, trải ra. Sheets là những cái tấm, tấm lớn. Sheets of paper, sheets of paper là tấm giấy, tờ giấy lớn. We spread out big sheets of paper. Chúng tôi trải rộng những cái tấm giấy lớn ra. And we use sử dụng. Use pens là sơn. Or crayons là bút màu sáp. Chúng tôi sử dụng sơn hoặc là bút màu sáp to make pictures, để làm nên những bức tranh. Make pictures, tạo ra những bức tranh. Sometimes we cut things out of magazines with scissors and we glue pictures to the paper. Thỉnh thoảng chúng tôi cắt một số thứ ra khỏi tạp chí và bằng cái kéo, và chúng tôi dán những bức tranh vào những tờ giấy đó. Cut là cắt. Things là một số thứ. Out of, ra khỏi. Cut out of, cut things out of, có nghĩa là cắt một số thứ ra khỏi. Magazines là tạp chí. Magazines, tạp chí. Sometimes we cut things out of magazines. Thỉnh thoảng chúng tôi cắt một số thứ ra khỏi tạp chí. With scissors, bằng kéo. Scissors, bằng kéo. Scissor, kéo. And we glue, dán. Pictures to the paper, dán những tấm ảnh vào những cái tờ giấy đó. To the picture, to the paper, vào những tờ giấy. Glue to, dán vào. I like art class. Tôi thích cái lớp học nghệ thuật. After school, sau giờ học. After school, sau giờ học. My friends and I, tôi và bạn tôi. Often, thường. Hoặc có thể đọc là often. Erase the blackboards for the teacher. Xóa bảng, lau bảng cho cô giáo. Erase,
xóa, erase, xóa, lau. Sau giờ học thì các bạn tôi cùng với tôi thường xóa bảng cho cô giáo, for the teacher, cho cô giáo. Then we take the erasers outside and clap them together to get the chalk dust out of them. Eraser, cái rẻ lau bảng. Eraser, cái bút xóa hoặc là cái rẻ lau bảng, cái vật dụng để xóa. Eraser, eraser, eraser. Then we take the eraser và chúng tôi mang những cái khăn lau bảng outside, ra bên ngoài lớp. And clap, clap là vỗ. Clap them together, together là cùng nhau. Vỗ chúng vào nhau. Clap them together, vỗ chúng vào nhau. To get the chalk dust, để làm cho cái bụi phấn. Chalk dust, dust, hạt bụi. Dust, hạt bụi. Chalk dust, bụi phấn. Out of them, ra khỏi chúng. Out of them, ra khỏi chúng. Get the chalk dust out of them. Get the chalk dust out of them, để làm cho bụi phấn rơi ra khỏi chúng. Get the chalk dust out of them. Then we take the erasers outside, và chúng tôi mang những cái khăn lau bảng ra ngoài. And clap them together, và vỗ chúng vào với nhau. To get the chalk dust out of them, để làm cho cái bụi phấn rơi ra khỏi. My friends and I walk home together. Bạn tôi và tôi cùng nhau đi về nhà. Walk home together, cùng nhau đi bộ về nhà. And talk about, và nói về what we did in school, những gì chúng tôi đã làm. What we did, những gì chúng tôi đã làm. In school, ở trường học, ở lớp học. And what we are going to do after supper, và những gì chúng tôi sẽ làm sau bữa tối. We are going to do, chúng tôi sẽ làm. We are going to do, chúng tôi sẽ làm. After supper, sau bữa tối. My classroom. My classroom is a large room. It is full of brightly colored pictures. My teachers hang pictures up all over the walls. There are blackboards at the front of the room. My teacher always has writing all over the blackboards. Sometimes the chalk squeaks when she writes on the blackboard. We cover our ears when that happens. Our classroom is full of desks. There are a lot of students in our class. Our desks are full of books, notebooks, and pens. I try to keep my desk neat, but I have a lot of things in there. My ruler and pencils are always falling out of my desk. At the back of the room is a bookcase full of books. We can size those books out and take them home to read. I have read a lot of books. I like mysteries and biographies. So I have taken many of those home. There are also tables at the back of the room. That is where we do our artwork. We spread out big sheets of paper and we use pens or crayons to make pictures. Sometimes we cut things out of magazines with scissors and we glue pictures to the paper. I like art class. After school, my friends and I often erase the blackboards for the teacher. Then we take the erasers outside and clap them together to get the chalk dust out of them. My friends and I walk home together and talk about what we did in school and what we are going to do after supper.